nếu bạn muốn tìm một số 9 hoàn hảo. Robert Lewandowski là một hình mẫu lý tưởng cho điều đó. Trung phong của Bayern Munich là một cỗ máy ghi bàn đáng nể. Anh sinh ra tại Warsaw, Ba Lan. Khởi nghiệp, Lewandowski chơi cho đội Zenit Puskas ở hạng nhất Ba Lan trước khi chuyển đến Lech Poznan. Đó cũng là đội bóng định hình phong cách chơi bóng của anh. Có thời điểm tưởng chừng như anh đã đồng ý đầu quân cho Blackburn Rovers. Nhưng thương vụ bất thành vì vụ phun trào nham thạch của núi lửa tại Iceland khiến các chuyến bay từ Ba Lan đến Anh hay các nước châu Âu ở thời điểm đó bị đình trệ. Sau cùng, Lewandowski quyết định chuyển sang đầu quân cho Dortmund. Tại đây, anh cùng Marco Reus ăn ý trên sân cỏ và là những người bạn rất thân của nhau nữa. Tuy vậy, sau đó, Lewandowski và Marion Götze đã đầu quân cho Bayern Munich mùa giải 2015-2016. Và Lewandowski lại càng hoàn thiện khả năng sân bàn của mình hơn. Chân sút người Ba Lan từng lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 30 bàn thắng tại Bundesliga trong vòng 40 năm trở lại đây. Anh cũng lập kỷ lục ghi được 5 bàn thắng trong vòng 9 phút. Mùa giải 2016-2017, Lewandowski nhắm đến nhiều danh hiệu hơn. Anh đã ghi được 30 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Bayern Munich. Một con số không hề tệ nếu như biết rằng trong quá khứ, anh thường suýt bị loại vì quá nhẹ cân. Một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới,